xin chào tất cả các con. Cô tên là Nguyễn Thị Hậu, giáo viên trường mầm non Hoa Sen, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Và ngày hôm nay cô sẽ mang đến cho chúng mình một hoạt động tạo hình, đó là vẽ hoa cẩm tú cầu bằng tam bông. Trên tay cô là bức tranh hoa cẩm tú cầu được vẽ từ tam bông. Và để vẽ được bức tranh hoa cẩm tú cầu bằng tam bông, cô sẽ chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau. Thứ nhất, chúng mình cần có đó chính là giấy. Thứ hai là màu nước. Thứ ba, bút lông. Và thứ tư chính là những chiếc tam bông gần gũi và quen thuộc với chúng mình. Bên cạnh đó, chúng mình đừng quên chuẩn bị những dây chun mà chúng mình hàng ngày vẫn buộc tóc nhé. Và để vẽ được bông hoa tú cầu bằng tam bông, chúng mình sẽ phải chuẩn bị những chiếc tam bông như thế này. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm những chiếc tam bông như thế nhé. Đầu tiên, chúng mình sẽ lấy từ 3 đến 4 chiếc tam bông, trụm vào với nhau, sao cho hai đầu chiếc tam bông bằng nhau. Sau đó, chúng mình lấy chiếc dây chun buộc tóc, buộc các chiếc tam bông lại với nhau. Như cô đây này, chúng mình đã làm được chưa? Chúng mình sẽ chấm nhẹ nhàng lên tờ giấy. Chúng mình nhớ đừng chấm nhiều màu quá nhé. Và hoa cẩm tú cầu có dạng hình tròn, bởi vậy khi chúng mình chấm, chúng mình sẽ phải chấm đều để hoa có dạng hình tròn nhé. Hoa của cô sắp hoàn thành rồi này. Cô đã chấm được bông hoa cẩm tú cầu hình màu đỏ rồi đấy. Màu đỏ với các con ạ. Ngoài ra, chúng mình có thể sử dụng rất nhiều màu để tạo cho bức tranh hoa cẩm tú cầu của chúng mình có nhiều màu sắc đẹp và đa dạng hơn. Bên cạnh đấy, chúng mình đừng quên dùng những nét vẽ cô đã dạy trên lớp để tạo thành cành hoa và lá hoa các con nhé. Buổi tạo hình của cô và chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong buổi ghi hình lần sau.